Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Spin Gaming và hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game đang hot hiện nay là Hello Neighbor. Chúng ta sẽ khám phá xem cái game này có đến mức như nào. Ok. Để xem stories. Xem từ đầu luôn. Cấu hình đẹp phết. Chà, xe xịn quá nè. Ủa? Mà nhà làm sao mà gỗ viếc đóng các kiểu này? Chúng ta phải vận chuyển đồ vào nhà hay gì nào đây? Get inside này. Ôi. Bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Quá. Con quạ. What the fuck, nó rộng chìa khóa nhà mình này. Mày hả bừa. Ố. Chìa khóa đâu rồi? What the fuck? Đây mà con quạ. Nãy mình ném trượt ra sao ấy. Tập phá. Đây chìa khóa đâu rồi? Ở đây đây này. Rồi. Lấy đồ nghề. Yo. Và cậy đinh. Ok, let's go. Welcome to my house. Ôi là đồ của ngủ ngang đây. Cái này không vứt được. Mang đồ vào.
ra là như vậy. Điểm sao này?
Trộm
bẫy đây mất dạy thật. Fuck.
phá nhà ở chơi. Ui thôi thôi thôi, em đùa. Ui trượt. Lên lên. Lên lên. Vào nhà đi. Trời mãi chưa tối nhỉ. Có cái gì mà nhìn. Ta sẽ tạm dừng ở đây thôi. Vì khó chơi quá. Mình sẽ phải nghiên cứu thêm. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập 2. Nếu các bạn thích video này, hãy like, subscribe, ủng hộ cho kênh của mình nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn.